Năm 1911, bác rời xa bến cảng nhà dòng. Anh Nguyễn Văn Ba mới 19 tuổi, mà biển cả thì rộng mênh mông. 30 năm lênh đênh xứ người, bác đánh mất cả tuổi thanh xuân. Khắp Nam Châu người đi không mỏi, mang nắng hồng soi sáng nhân dân. Đi khắp đèo cao, khắp núi cao, ngờ đâu đường phẳng lại lao đao. Núi cao gặp